chưa? Người ta đi bộ qua đúng không? Chào mọi người. Đây là sân bay đi. Trở về với Hà Nội yêu dấu. Hà Nội yêu phở. Mới đi du học về mà. Mới từ Australia về. Mới đi du học về mọi người. Nó lắm về Việt Nam. Việt Nam đẹp thế. Sân bay to thế. Giờ mới tớ vào Sài Gòn lúc 12 giờ trưa nay và giờ tớ đang ra đây để tớ nói một chuyện về với cả ngôi nhà thân yêu. Đi dọc về mọi người ạ. Việt Nam very good, Việt Nam very good. I love Việt Nam, I love Việt Nam. I love football Thai. Món ăn one chim chân. Đừng quên ngày mai chúng ta có hẹn tại Phú Thọ nha mọi người. Chương trình thiện nguyện hiến máu. Những ai mà có những giọt máu thơm ngon, thơm phức thì hãy chung tay để giúp đỡ những em bé, những bạn mà cần những giọt máu của mọi người. Hẹn gặp mọi người ngày mai tại Phú Thọ nha, cùng với ba thầy trò. Nói chung là cái cảm giác là sáng bay tối về ấy, mọi người nó mệt lắm, nó oải lắm, nhưng mà không sao, đam mê mà. Khi nào về Hạ Long diễn này, khi nào mà có người book anh về Hạ Long thì anh book, thì anh sẽ về. Ngạt mũi quá trời mọi người ạ, vào đây sốc lịch sử luôn. Tại Hà Nội nó lạnh quá, xong rồi vào đây lại nóng quá. Ra đây mệt thì cũng mệt mọi người ạ, nhưng mà cũng bình thường thôi, không vấn đề gì hết, bởi vì tớ mạnh mẽ mà. Là đàn ông ấy thì phải mạnh mẽ, hiểu chưa? Mới đi dọc về mọi người ạ. Sẽ in được cái vé xong rồi tớ sẽ vào ăn phở ở sân bay. Mặc dù là không ngon bằng phở ở Hà Nội nhưng mà không sao, vì tớ ra đói rồi nên tớ sẽ ăn một bát phở ở sân bay. Anh về thị xã Phú Thọ, em đang đi chơi. Ngày mai anh diễn ở Phú Thọ này, mai sẽ cho chương trình hiến máu, một chương trình rất là ý nghĩa và lan tỏa yêu thương, thì rất là mong sẽ gặp được mọi người ở đấy, chúng ta cùng trao gửi những cái sự tinh thần tương thân tương ái đấy, những cái điều tốt đẹp tích cực đến nhau. Ok tờ la tiếng rap, em đừng nóng vội, em đừng đợi anh xử lý nốt một cái đầu việc của anh, xong rồi anh giúp em xử lý mấy cái đầu việc của em nhé.
Nếu mọi người hỏi tớ là khi nào ra nhạc thì tớ sẽ làm trả lời cho mọi người thôi. À, sắp rồi. Tớ xử lý xong một cái đầu việc của tớ rồi. Rất là nhanh rồi. Tớ rất tớ thích uống sữa vị gì cũng được, nhưng mà không phải là vị màu trắng. Vị màu trắng là uống ghê á, vị nào cũng ngon đấy. Từ Nội Bài cho đến Tân Sơn Nhất luôn đẹp trai và luôn tươm tất. Vừa xử lý xong mấy cái đầu việc ở Sài Gòn rồi, rồi về Hà Nội rồi. Về ngủ giấc, mai còn đi diễn tiếp mọi người. Mọi người nhớ ngày mai ai có thể hãy đến Phú Thọ và cùng hiến máu, trao đi những cái giọt máu thơm ngon và tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam đi. Đừng quên chúng ta sẽ gặp nhau tại Phú Thọ ngày mai. Tớ phải check in đây. Bye bye mọi người. See you. Hẹn gặp lại Sài Gòn.